Em Duyên, chủ vườn hoa Tam Đảo xin được kính chào tất cả các bác ạ. Ở trên kênh thì rất là nhiều bác quan tâm đến cái cây chè xanh, thế nên là ngày hôm nay em chia sẻ tới mọi người những cái cây chè xanh này để các bác cùng sưu tầm. Cây thì các bác có thể dùng uống nước hay là dùng để lấy lá tắm hay là dùng bất kỳ một mục đích gì đều được nhé mọi người nhé. Và em xin chia sẻ đôi chút với các bác như thế này. Thì rất nhiều bác ấy ở trên mạng hiện nay đi mua thì đa phần là các bác sẽ mua phải hàng chè Lâm Đồng. Chè Lâm Đồng thì cây nó sẽ rất là yếu, nó không như là cây chè xanh Bắc này. Và đây trước mắt các bác đây sẽ là những cái cây chè xanh Bắc, chè Bắc nha các bác nhé. Và là chè lá nếp, chè nếp Bắc nên là cây nó sẽ rất là đảm bảo. Và anh chị em thì bán rất là nhiều loại này rồi, em thì rất là ít khi đăng lên kênh. Nhưng mà hôm nay thì xuống chơi vườn thì anh chị có làm một ít tùng và có làm chuyên về trà xanh thì anh cũng có chia sẻ với em là như vậy. Chứ còn em cũng không chuyên về chè nên là đôi khi chia sẻ sâu về cây chè xanh thì em cũng không biết. Tuy nhiên rằng là qua lời anh chị nói rằng là đây là loại cũng chỉ là câu chuyện vô tình, là anh chị nói chuyện và qua đây thì em cũng là cái cầu nối để kết nối các bác với cả nhà vườn để mọi người có thể là mua được những cái cây chè xanh uống lá ngon và chè xanh nói chung là chuẩn Bắc nhé các bác nhé. Bởi vì cái hàng Bắc thì em thấy anh chia sẻ là cái hàng Bắc thì mới quý. Và theo như góc độ anh chia sẻ thì anh có nói như thế này đây. Cô cứ nhìn cái lá của trà Bắc ấy, lá của trà Bắc thì nó rất là dày lá, nó rất là dày lá và nhìn cái lá nó rất là đanh chứ nó không mướt mát giống như là trà Lâm Đồng. Thế nên là khi mà em chia sẻ thì cũng phải chọn cái địa chỉ uy tín để mà chia sẻ tới mọi người. Và nãy giờ thì cũng chia sẻ với các bác là hơi lan man. Thì xin kính thưa các bác là một cây như thế này. Cây này thì đây nha các bác nhá, to hơn cả cổ tay của em. Đó, to hơn cả cổ tay của em như thế này. Và nó là chè rất là già, cổ thụ rồi. Lá cực kỳ là thơm. Bột cây như thế này ca sẽ cao khoảng tầm 8-90 phân. Thì anh chị em đang chia sẻ giá là 500.000. Giá trên đã bao gồm phí ship. Và ship một cây này thì nó sẽ rất là nặng luôn nhá mọi người nhá. Sẽ rất là nặng đó. Nên là các bác lưu ý, để mà có được một cái cây chè như thế này thì nó cũng rất là lâu năm. Và khi mà các bác về trồng ấy thì em cũng chia sẻ đôi chút là khi các bác về trồng thì cái trà Lâm Đồng nó sẽ rất là hay bị héo. Tuy nhiên rằng cái trà Bắc này ấy, trà nếp Bắc này thì là nó sẽ không bị héo nha mọi người nhá. Mà các bác càng trồng thì lộc nó càng đẩy lên rất là mạnh. Lộc nó sẽ đẩy lên rất là mạnh dưới mọi thời tiết luôn. Đây này các bác có thể thấy này. Đấy, đây, đây là không dâm ủ gì nhá các bác nhá. Đây là không dâm ủ gì chứ nếu như mà hàng này mà dâm vào cát thì thật sự là lộc nó lên rất là khỏe luôn. Nên là các bác sưu tầm hoàn toàn yên tâm. Đó, 500.000 một cây đã bao gồm cước phí vận chuyển. Thì các bác sưu tầm thì liên hệ cho em 0346837277 để em chia sẻ cho mọi người. Xin được kính chúc các bác sẽ sưu tầm được những cây chè đẹp khủng. Xin được cảm ơn mọi người ạ.